1. Xin hân hoan nồng nhiệt chào đón toàn thể quý ông, quý bà, quý cô dì, chú bác trong thân tộc người ngoài của hai gia đình, các quý vị đại biểu khách quý, các tổ chức bằng hiếu, bà con lối xóm và những người bạn thân thương của cô dâu, cô Huyền đã cùng trở về dưới khán phòng đại lễ tân hồn, đại lễ vô quy của gia đình nhà gái chúng tôi. Vâng, một lần đầu tiên cho phép những người thực hiện chương trình. Vâng, xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị lời kính chào, lời chúc sức khỏe, chân thành và ấm nồng nhất. Dạ vâng, kính thưa các bộ, các cụ bà, kính thưa quý vị đại biểu thân thân quý gần xa. Vâng, đông đúc phải mùa xuân hoa mới nở, hoa cứ nở bốn mùa xuân hạ thu đông. Chim chú cánh loan tin mừng hạnh phúc, hoa hét cười đón ánh bình minh. Chúc đôi bạn trẻ rất yên, đẹp đôi loan phượng chúc mai một nhà. Họ hàng cô bác gần xa, chúc mừng đám cưới đôi ta liên đồng. Và trong niềm vui hân hoan tràn ngập hạnh phúc của đôi trẻ trong buổi chiều hôm nay tại trung ương lễ đài sân khấu, đại lễ tân hôn, đại lễ cung bi của gia đình ông bà Thiệu Thượng, cung bốn xã Mai Tùng, Hà Hòa, Phú Thọ đã tổ chức long trọng đại tiệc rượu ẩm thực để chúc mừng hạnh phúc cho hai con. Dạ vâng, ngay sau và ngay lúc này đây thì cái tổ hôn trường cưới của gia đình họ nhà gái chúng tôi xin mời quý vị hãy ổn định hôn trường và tư thái thoải mái, và đặc biệt là nhanh tay xoay nút để nâng những ly rượu hồng lên, với mỗi một ly rượu quý vị nâng lên thắp lời chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Và xin mời quý vị hãy lắng nghe tiếng hát của câu lạc bộ nghệ thuật Hương Đức Tổ đến từ thành phố Việt Trì, chúc em để chúc phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi chiều hôm nay. Vâng, có đêm để mở đầu hôm nay và mở đầu trang văn nghệ trong buổi chiều hôm nay, xin mời quý vị hãy đến một sáng tác của Lê Minh, khách đến chơi nhà do tập thể nam nữ của câu lạc bộ nghệ thuật Hương Đức Tổ trình bày. Trân trọng kính mời quý vị lắng nghe và thưởng thức. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xây một tiếng châu dòng dòng vẫn biết qua cỏ gió bay. Giá em đừng ngang hay, giá em đừng nghiêm ca, đừng áo tưới phân đường thân ho qua, đừng hát câu người ơi người ở đường về. Gió buông ánh mắt ngập ngừng để người thương, nhớ người nước thế này, giá đơn cầu đừng thay. Ta ghét ta đừng chán, xa người qua đường hát thì đối nơi ai đại phải nhau để bây giờ. Ta khó ôm cái trong ta đã là trời. Giá em đừng hát hay, giá em đừng nhẹt ngã, đừng áo cứ thân đường thân mò hoa, đừng hát câu cười ơi người ơi. Uống một chén rượu gặp đây, uống một chén
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì rất nhiều. Anh chưa đến làng quán họ, trọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu, ngàn đời vui sóng nước lơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi từ màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đổi chiếc nón mà hỏi sẽ mấy đam mê hẹn mấy hò, mà sao người quán họ cứ dấu nụ cười thầm trong vành nón ba tầm và trong tà áo tư thần đi hội mùa xuân. Anh đang ở xa lắm là kỳ thấy em hát dân ca, anh thấy yêu cầu quán họ quê nhà có niềm tin mang tình yêu vô bến vô bờ, lời thủy chung son sắt từng giờ cùng nhau câu hò hẹn hồi lính quê mình. Anh đang ở nơi ấy mặc dù xa anh vẫn nhớ vẫn thương, anh lắng nghe câu quan họ sớm chiều ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca nhắn tới người cùng nhau câu hò hẹn hồi đến quê mình. Anh chưa đến làng quán họ, trọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu, ngàn đời vui sóng nước lơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi từ màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đổi chiếc nón mà hỏi xem mê đam mê hẹn mấy hò, mà sao người quán họ cứ dấu nụ cười thầm trong vành nón ba tầm và trong tà áo tư thần đi hội mùa xuân. Anh đang ở xa lắm là kỳ thấy nghe dân ca, anh thấy yêu câu quan họ quê nhà có niềm tin mang tình yêu vô bến vô bờ, lời thủy chung son sắt từng giờ cùng nhau câu hò hẹn hồi lính quê mình. Anh đang ở nơi ấy mặc dù xa anh vẫn nhớ vẫn thương, anh lắng nghe câu quan họ sớm chiều ấy là khi những nụ xuân đang hé môi cười, là bài ca anh nhắn tới người cùng nhau câu hò hẹn mặc dù vẫn xa. Anh luôn nhớ mùa đông mang bao hơi ấm, là câu quan họ quê ta. Đúng là tuy rằng rất xa nhưng anh luôn nhớ về em. Quý vị thấy thế nào ạ? Vừa có hay không ạ? Trăng đã rơi rồi thôi, bếp hồng lên nhé.
tâm tình. Xin cảm ơn chị. Về tiếng hát của chị thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là em của chị Tường Vy. Vâng. Tôi lớn lên bờ Tam Giang nước mặn, những chiều không mây lặng lững lờ hay nhạt phai trong lòng. Thân mến, sau đây xin mời quý vị hãy lắng nghe. Vâng, chúng ta sẽ chuyển một cái dòng nhạc khác nhẹ nhàng hơn. Vâng, đó là Làn Diều Chèo do ca sĩ Mạnh Nhân Hồng Thiết với một ca khúc Khúc Hát Tình Yêu. Vâng, xin mời quý vị lắng nghe và thưởng thức. Nhớ buổi đầu đôi mình vừa gặp gỡ, chưa biết tên mà đã muốn làm quen. Mới ngày nào mà giờ đã nên duyên, câu tình yêu thật là kỳ diệu. Ngày trong em còn bao điều muốn nói, lời tâm sự anh viết tặng riêng em, vẫn là bài hát thân quen. Em nghe mãi chẳng nhớ tên. Em không nhớ hay em vờ không nhớ, để bây giờ anh hát lại em nghe. Khi bước chân trở về làng quê, em nghe điều theo đường trường bát thước đi ơi, thấy bâng khuâng, thấy bâng khuâng.
ni lời ca ni. Anh đi hát cho em nghe tiếng đi hát đầm đi Chiều Châu. Xin mời quý vị lắng nghe và thưởng thức. Nhìn trông xa còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phía hồ du. Ở đây có bên nữa hồng, mà nơi đây có mối duyên đầu, mà nơi đây em đang chờ anh xây mộng kế thừa. Ngày anh đến ấm lại mùa đông ra lại mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương. Sẽ không còn những nỗi buồn, chúng mình mãi ngăn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió buông hát nào sao cũng đàn em trong vườn xuân. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phía hồ du. Ở đây có bên lửa hồng, mà nơi đây có mối duyên đầu, mà nơi đây em đang chờ anh xây mộng kế thừa. Ngày anh đến ấm lại mùa đông ra lạnh mịt mờ, ngày anh sao cũng đàn em trong vườn xuân.
nhìn chung xa ai còn vấn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có tim nữa hồng, mà nơi đây có mối duyên đầu, mà nơi đây em đang chờ anh xây mộng kế tờ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông ra lạnh mịt mờ, ngày anh đến sao cũng đàn em trong vườn xuân.
với điệu chèo mở. Chín bậc núi rừng, chín bậc nghiêng nghiêng, tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó, cây muống xanh qua có quân chín đỏ, đò cầu tha hồi đón mẹ về. Chúng mình lớn rồi, tính tàu xô dây cùng hát then trao vòng tay bén lén, mai cánh xa anh ra đi bộ đội, đầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn. Chín năm mẹ yêu từng bằng lâu có thương nhớ, chín tháng mẹ yêu nhà sàn thơ xuân mẹ sinh con. Chín cung đà bên nôi mẹ ru, chín khúc đời chờ ngày hội vui về thăm quê. Năm chín ở đâu về nhà anh em làm dâu, những bước đi đầu tiên từ quán tháng nhà người, bước ngâm mừng bước ngâm mừng chín bấm tình yêu. Bậc núi rừng, chín bậc nghiêng nghiêng, tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó, cây muống xanh qua có quân chín đỏ, đò cầu tha hồi đón mẹ về. Chúng mình lớn rồi, tính tàu xô dây cùng hát then trao vòng tay bén lén, mai cánh xa anh ra đi bộ đội, đầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn. Chín năm mẹ yêu từng bằng lâu có thương nhớ, chín tháng mẹ hiền nhà sàn đơn sơ mẹ sinh con, những bước đi đầu tiên mẹ dìu lên từng bậc. Chín cung đàn, chín cung đà bên nôi mẹ ru, chín khúc đời chờ ngày hội vui về thăm quê. Bóng chín ở đâu về nhà anh em làm dâu, những bước đi đầu tiên từng bậc thang nhà người, bước ngâm ngừng bước ngâm ngừng chín bậc tình yêu. Ngọn đèn chốn hôn môi buông ra vào, ngọn đèn chốn hôn môi dành thơ ngoài khói tiếng đồ trong mây trong buồn. Lệ thơ có giá đài dặn đủ của hồ phù hồ bộ trừ cho tất ca chắc hò lại thơ. Xin thay hồ lúa bôi ngàn bầu trời cảnh phật đi,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sơ loan xa giá cô hồ đi cùng. Trên đường quê cô dâu đôi má hồng về nhà chồng tung bay xa pháo rơi đầy đường quê tôi trai gái vui trong lòng cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu vui kia thăm mãi bên dàn trầu mai sau đôi lửa chung nhịp cầu cầu đưa em qua bên sông nhịp cầu đưa em qua phố đông gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng theo anh về phố chợ thênh thang trên con đường nắng đổ chán chang gió miên man theo từng bước chân nàng đám cưới về trên thành đô hôm nay trông chú rể thật là hiền trao bông tai nhẫn cưới dây chuyền vàng cô dâu xinh xắn bên họ hàng đám cưới về trên đường quê cô dâu đôi má hồng về nhà chồng tung bay sáng pháo rơi đầy đường quê tôi trai gái vui trong lòng cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu vui kia thăm mãi bên dàn trầu mai sau đôi lửa chung nhịp cầu cầu đưa em qua bên sông nhịp cầu đưa em qua phố đông gặp người yêu bao năm ước mong để uyên ương đẹp đôi vợ chồng theo anh về phố chợ thênh thang trên con đường nắng đổ chang chang gió miên man theo diện của hai chủ đoàn họ nhà trai và họ nhà gái cùng tất cả quan khách tết chúng ta đã có mặt tại đây để dự buổi lễ vu quy của đôi uyên ương Thu Huyền và Phan Đông. Vâng, một lần nữa xin thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi tới quý vị, gửi tới tất cả các tân quý khách lời chúc sức khỏe năm mới an khang thịnh vượng, chúc quý khách một năm mới đa tài đa lộc, đa phú quý, đa phúc đức thọ, đa vinh quang. Vâng, xin trân trọng tất cả vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và ngay giờ đây đề nghị chúng ta hãy hướng vào phía gian chính để nghe lời phát biểu từ ông trưởng đoàn của họ nhà trai. Sau đây xin mời ông trưởng đoàn họ nhà trai sẽ có lời phát biểu xin dâng ạ. Kính thưa các ông cụ bà, cô chú bác, đôi bên hai họ, kính thưa các quý khách, sang đoàn ta có sự hiện diện trong buổi lễ cưới của hai cháu hôm nay. Lời đầu tiên, tôi xin chúc sức khỏe tới các cụ ông cụ bà, cô chú bác cùng toàn thể các quý khách. Và bây giờ hôm nay được ngày tháng tốt của hai cháu và tôi là chú của cháu Đông xin đại diện cho họ ngày nay tôi xin có lời phát biểu kính thưa các cụ ông cụ bà cô chú bác cùng toàn thể các quý khách họ ngày nay với ông bà với thượng họ ngày nay chúng tôi xin hạ đầu cháu Đông và bên ngoài bà ngoại và bà vợ ông vợ xin hạ đầu cháu Đông về hai cháu nay đã bốn lâu cô lớn và cũng đã đến tuổi trưởng thành và cũng đã được sự đồng ý với gia đình và
9 người bị va chạm như vậy. Và hôm nay chúng tôi đã có một cái lễ gọi là chầu cao kính gia tiên, sau rồi xin các chú ông cụ bà cô dì chú bác họ trẻ gái chúng ta để cho chúng ta họ trẻ trai xin cháu về làm vua con ông bà ông nhân thực và cũng để làm cháu của chúng tôi. Vậy xin chị biết chúng ta đang các bà chúng ta cái gì hôm nay là ngày vui của các cháu, sự nhất trí của chính quyền, ba gia đình và các cháu làm lễ cầu vui cho các cháu. Và đầu tiên tôi xin chúc mừng học nhà trai đã ra đón cháu về và cùng với ông bà chồng quê mình được và xin được một dịp năm mới, xin chúc hai họ mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Các con các bà của nhà trai thì đưa cháu về trong quê với các là cái con trong đó con thì các con các bà cho các cháu và hàng nhà này nhà gái chúng tôi xin đem cháu đâu nào có trẻ em thì mong hai gia đình hợp tác với nhau không có sai buộc của các cháu. Lần cuối cùng chúc hai họ mạnh khỏe an khang. Vâng, xin cảm ơn lời phát biểu của hai ông cụ bà nhà trai và nhà gái. Xin chúc sức khỏe công sang tay mới an khang thịnh vượng và nhiều may mắn. Xin kính chúc sức khỏe của hai viên các bạn trong tuần thứ mới của nhà gái trong buổi sáng hôm nay sang một năm mới chuẩn bị thật nhiều hạnh phúc. Và sau đây thì hai ông trở đoàn cùng với cô dâu của chú rể và thân võ út của cô dâu sẽ tham gia sự thông chính để chúng ta làm sáng tỏ giữa khơi xa như hàng dương gió reo suốt hồn em yêu anh như yêu bờ cát trắng lòng lâu khi mùa bão qua mà thương cũng thật nhiều. Ngoài khơi xa đang có gì đợi anh? Lúc phong ba biển động sóng gầm gào, em chờ anh thức tròn suốt cánh thâu như sông sông. Dì chú bác của Tân Cương Cách có mặt tại trung tâm tiệc cưới của nhà gái trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, quả cau. Quả cau là quả cau non, thân tròn tròn, vỏ nó xanh xanh. Em về em ở với anh, yêu nhau cau sáu phủ thành cau ba. Vâng. Miếng trầu cánh phượng làng ta cho môi đỏ cho da em hồng. Và hôm nay đây, chú rể Văn Đông đã tìm được cô dâu Thu Huyền và quyết tâm sánh vai với nhau để đi suốt cuộc đời. Trong buổi lễ trang trọng này, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía đoàn đại biểu của họ nhà gái có ông Phạm Anh Thượng và bà Tống Thị Bích Thọ là thân mẫu của cô dâu. Xin trân trọng giới thiệu cô dâu là Phạm Thu Huyền và trưởng đoàn của họ nhà gái là ông Phạm Quốc Thọ, băng ruột của cô dâu. Xin được trân trọng giới thiệu họ nhà trai chúng ta là có ông Vũ Văn Nguyên và bà Trần Thị Thực là thân sinh ra chú rể, và chú rể Vũ Văn Đông, ông trưởng đoàn là ông Trần Quang Đào là chú ruột của chú rể. Sau đây xin mời hai ông trưởng đoàn, cô dâu chú rể và thân phụ mẫu chúng ta đứng dậy
làm động tác để chào tất cả các cô công các bạn. Và hôm nay đây, đôi yêu đương sẽ cùng nhau tiếp tục nắm tay nhau để bước suốt cuộc đời. Và trong ngày hôm nay, vâng, ngay giờ phút này đây, sự chứng kiến của hai vị trưởng đoàn có sự chứng kiến của tất cả các cô các ông các bà. Thì ngày hôm nay, trước ngày mà con gái đi về làm dâu con của họ nhà trai, thì bố mẹ của cô dâu là cũng có một món quà để tặng cho con gái nhân ngày con gái đi lấy chồng. Cái nhạc to em ơi. Cô dâu và chú rể. Món quà của anh trai cô dâu. Vâng. Anh trai và em trai. Vâng. 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 Xin trân trọng kính mời là cô dâu chú rể chúng ta xuống để mời chầu với nước hai họ. Xin mời hai vị trưởng đoàn chúng ta xuống bên dưới ngồi uống nước. Vâng. Em theo anh đi về, về quê hương ta.
đường che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối. Vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Vâng, xin mời hai bác chủ đoàn hãy đưa cô rơi thi thể của chúng ta đi thả vào nhà để ba hết tổ hưởng. Vâng, xin mời hai bác chủ đoàn hãy đưa cô rơi thi thể của chúng ta đi thả vào nhà. Còn các cô của bà hãy vào trong nhà. Còn tập thể quý binh quý của hai bên họ chúng ta hãy về ngoài hôn tập cưới để cho cô rơi thi thể ba hết tổ hưởng. Chúng ta được chứng kiến cô rơi thi thể tổ chức tôn lòng trọng nhất cho buổi sáng hôm nay. Vâng, xin mời tập thể quý binh quý của nhà trai và nhà gái, chúng ta nhanh chân chuẩn vào cho đám cưới để tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái nhất để cùng nhau ăn trầu uống nước, chúc phúc người trẻ trong buổi sáng hôm nay. Ai đi một người thì bàn tổ chức xin mời một cưới, mà ai hai người thì bàn tổ chức xin mời mỗi cưới một người. Một lần nữa thật kính mời và kính mời. Vâng, xin mời tất cả quý vị quý chúng ta hãy trở lên phía bên trên. Ban tổ chức rất là nhiều chỗ ngồi và tại ban tổ chức của nhà trang ta rất là nhiều chỗ ngồi. Xin mời tất cả quý vị quý chúng ta hãy tìm cho mình một chỗ ngồi ưng ý nhất để cùng nhau ăn trầu uống nước, chúc phúc cho tiếp viên của nhà trang chúng ta. Hết bài trầu mời trước cho ban viên hai bên họ để thay lời cảm ơn. Bằng lòng đi một vườn cây xanh hoa trái đơm quyền là you
vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa, như hàng dương gió reo suốt hồn môi. Em yêu anh như yêu bờ cát trắng, lòng lo khi mùa bão qua đây. Em yêu anh như yêu cầu vĩ sầu, giận thì giận mà thương cũng thật nhiều. Chính bạn CEO sẽ đổ một tràng pháo tay thật to để diễn diện chính bản thân mình được không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị và anh chị rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị quý và tại lớp trục cưới của nhà trai trong buổi lễ hôm nay thì có hai chữ lễ thành hôn, có gì cho bác gần xa để mừng mà làng trên xóm dưới tương đồng chào mong hạnh phúc đón mừng tương lai và ngày vui của hai bạn hôm nay. Hai bạn thành sắp sự và nhắn lại một đêm trăng rằm sáng tỏ, họ gặp nhau bên phòng trúc bên làng, xung quanh chảy hồ trăng vàng lên cao. Em ơi lòng đã chưa sao, gặp em mới nói thế nào được đây, nhìn càng đắm ngắm càng say, chiếc xe như diều đã xem mất tình và anh lên được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất kết luận quê mình đó chung mình yêu nhau. Khi từ gối khi cúi đầu, khi sẽ mà nở khi chờ trăng lên, và để rồi hôm nay mới hỏi nàng che kia đủ lá đã sàn được chưa, ngại ngùng em vẫn cứ thưa nói sao cho đẹp cho vừa lòng nhau, để về anh lấy vòng cau mang sang đến dàn trầu nhà em. Vẫn nói của chú gì Vân Đông là cô dâu Thu Huyền vô cùng bối rối, cô dâu chẳng biết nói gì và chỉ biết nói lên tà áo tím trên tay chân đi ra nát đám cỏ máy bên đường, môi son xóa tắm bất thường nhìn anh em đạn thấy thôi rồi thôi thì đừng nói nhơ nhơi. Anh ơi hồi em là của anh, đợi ngày gió mát chân anh, đợi ngày buổi chín táo xanh em vào trò, và tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta không thể nói bằng thơ, bọn không thắc đời đang chờ là đây để mừng đám cưới hôm nay. Có cơ quan đoàn thể quây quần đại gia, có thuốc thơm tràn ngọt điểm tên hoa, chúc mai đã một nhà không phai, chúc em ấy đã gặp trai, chúc cả nhà đã cùng trai một nhà, vui lòng mẹ thấy cha vẫn vui chị vui ta với mình. Và thay mặt chúng là chương trình con xuống kính tuyển hôm tận cuối mà là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Đức mến, đúng là miếng trầu là vợ, có câu là chồng, điếu thuốc là sợi chè hồng. Phơi phai nói nhớ thuốc lòng mới duyên, xin mời hai họ đôi bên, chưa trầu hút thuốc lê duyên bắt đầu. Xin mời hôm nay cùng chúng tôi, nâng chén chè xanh, đây là hạnh phúc của anh Nguyên Hàng. Mà tình yêu hai bạn ngày càng đắm say, hương trà có thuốc vườn bay, mà chè xanh thì ngọt giọng mà thuốc say được tình, đẹp duyên hạnh phúc cho mình, tuyên lòng. Xin mời hai bác anh đứng lên để xin diện chúng ta thân mình ạ. Vâng, xin mời hai bác. Vâng, kính thưa tập tiếng mến, cây gốc mới xanh sảnh lá, nếu không nguồn với bể đặng trong sâu, tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta bắt góc từ đâu. Sau đây xin mời bác đại diện chào dâu sẽ có lời, xin mời bác đại diện hòa nhà gái ạ. Kính thưa các cụ ông cụ bà, các anh các chị các cháu, hôm nay là ngày lành khá tốt, làm lễ thành hôn của hai cháu được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hai gia đình và bà con cô bác hàng xóm. Vì trước hết họ nhà tôi đại diện cho họ nhà gái xin cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của họ nhà trai và chúc các ông các bà các chú các bác họ nhà trai vui vẻ mạnh khỏe hạnh phúc chuẩn bị đón xuân mới vui vẻ. Thứ hai là tôi đại diện cho nhà họ nhà gái và đến giao cháu gái cho họ nhà trai và đề nghị họ nhà trai vui vẻ tiếp nhận cháu, đề nghị cho một tràng pháo tay. Quan san hương dạng một nhà, mai tùng yên luật lại là thông gia. Thì trước nay đã quá nhiều rồi thì đây là một trà tiếp, mong sao cho hai cho con cháu chúng ta trăm năm hạnh phúc, thật là mừng vui. Em xin cảm ơn mọi người cha và tất cả mọi hôn rất là. Vâng, cảm ơn bác mọi nhà và rất nhiệt. Bác có người chưa đơn bà trẻ của chúng ta như thế này, đó là hai cháu ơi, hai cháu biết rằng chắc kế tuyết lại tròn, hai cháu giống như đá mỏi mòn tới tháng năm, chỉ có tình yêu của hai cháu đẹp như ánh trăng rằm, em như sóng biển vô bờ mà anh như bãi cát đợi chờ sóng em. Hai cháu yêu nhau từ lúc còn xanh, đợi mùa xuân đến tâm cảnh chiều hoa, đẹp lòng thỏa ý mẹ cha vẫn vui chỉ vui ta với mình. Hai cháu thuận vợ thuận chồng, chúng ta tất cả biển đông có ngày, không có ngày hôm nào đẹp như ngày hôm nay. Ngày hôm nay
Huyền mặc váy ông hoa, trông cháu đẹp tựa diễn xa ra trần, đẹp như hoa nào, đẹp như hoa đào nở giữa mùa xuân, hè về phượng nở đơm hoa trên thành. Đó là những lời bỏ nhà trai hãy đứng lên nhận dâu và có lời. Alo, kính thưa các ông cụ bà, cô dì chú bác đôi bên hai họ của buổi lễ thành hôn của hai cháu hôm nay, tôi xin giới thiệu, tôi là chú của cháu Đông, xin đã được quyền ủy nhiệm của ông bà Minh Thực, tôi cũng có lời phát biểu thay mặt cho họ nhà trai. Kính thưa các cụ, ông cụ bà, cô dì chú bác cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ đôi bên hai họ đang có sự hiện diện của buổi hôn lễ cưới của hai cháu ngày hôm nay. Hôm nay được ngày lành tháng tốt, vậy ông bà ông Minh Thực sinh hạ ra được cháu Đông và ông bà Thọ Thượng sinh hạ được cháu Huyền, thì cũng là thứ nhất là đã được cái sự đồng ý của hai bên gia đình và được sự nhất trí của chính quyền địa phương xã Yên Lợi. Nay hai cháu đã có tuổi trưởng thành, đã được trưởng thành và đã có thời gian tìm hiểu chín mùi và cũng đã có được sự nhất trí gia đình và địa phương. Và hai cháu hôm nay chính thức đã làm lễ thành hôn để từ nay các cháu về sau là thành vợ thành chồng. Bên họ ngoại thì được cháu rể và ông bà ông Nguyên Thực thì được con dâu. Và tôi cũng chúc mong cho hai cháu và dâu Huyền dề Thảo và mong hai cháu trăm năm hạnh phúc. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe tới các cô ông cô bà cô dì chú bác đôi bên hai họ có một sức khỏe chuẩn bị bước sang năm mới dạt dào hạnh phúc và đang vào thời vụ tăng gia sản xuất. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Vâng, toàn thể quý vị khách quý rất nghe rõ rõ ràng và hai bác trưởng đoàn của chúng ta đã trao dâu nhận về. Xin hãy đổ một tràng pháo tay cho hai bác trưởng đoàn hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn quý vị và anh chị rất nhiều. Vâng, kính thưa toàn thể thân mến, đúng là đông về thì mùa cưới cũng về, một đông hạnh phúc thì làng quê rộn ràng, như chị em được đón đông sang, như chim sẻ cánh ngân mang đất trời, cho ngọt tiếng hát nụ cười, cho kia nắng rọi sướng chiều thiết tha, để mừng tiếng chung chiều, để tất tiếng tiếng, thì yêu của đôi bạn trẻ chúng ta đã cất cánh trở về với nhau, thì xin mời cô dâu hay chú rể hãy đứng lên để trao những quà nhất cưới. Vâng, xin mời toàn thể quý vị chúng ta hướng mắt về sân khấu để chứng kiến giây phút hồi hộp nhất của đôi bạn trẻ chúng ta bước vào cuộc đời mình bằng lễ trao đám cưới. Vâng, vỗ tay không phải mất tiền, vỗ tay cũng chẳng để phiền đến ai, vỗ tay để chúc phúc tương lai, chúc cho hai bạn sớm có con trai đầu lòng. Bác tổ chức chúc cho hai bạn sinh nam thì nam, sinh nữ thì đất nữ, sinh con trai thì người nuôi dòng bố, sinh gái thì giống mẹ như ngày hôm nay. Xin mời toàn thể quý vị hãy xô một tràng pháo tay thật to đúng không ạ? Xin đôi biết sơi thịt gà, vàng này còn biết đổ quét nhà, vàng này còn biết nốt rót nước để pha trà mời mẹ cha. Vì vậy, xin mời cô dâu hãy để bó hoa và đi mời chầu mời thuốc cho quý vị hai bên họ trong buổi sáng hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể. Khi nay đang nấu cho vui mặn nồng, khi nay cần biết chưa lòng, chưa vợ nằm dưới, chưa chồng nằm trên. Chúc cho hai họ đôi bên từ nay son sắt cùng chung một nhà. Chúc cho cha mẹ ông bà, chúc con chúng cháu đó là một niềm vui. Niềm vui đó sau đây có những lời show ca nhạc đến từ khắp mọi miền quê hương Yên Lập Tân Thương. Xin mời toàn thể quý vị khách quý của họ nhà trai và họ nhà gái ai như có giọng hát hay để truyền cảm để chúc mừng cho cô dâu rể của chúng ta thì hãy lên đăng ký với ban tổ chức để chúc mừng cho đôi bạn trẻ trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi những ca hát dân ca xin quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
của cô dân ta, con mắt đếp lại bằng ba đứng gần. Câu hát mời chầu Hà Nam quê ta, Duyên Giang thiên tha, Phủ Lý quê nhà. Câu dân ta có từ bao giờ mà để thương để nhớ, để đợi để chờ. Sang chờ tàu tìm mua buồm cao, anh qua tàu Hồng Thu Phú Lý ơi. Câu hát dân ca mà em vừa hát, chầu này chầu tính chầu tình, em còn son anh cũng còn son, tưởng làm con một nhà. Con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Câu hát lời này cho tiếng cho tình, em còn son anh cũng còn son, anh về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà, để đôi ta được làm con một nhà. Vâng, xin ạ. Vâng, và kính thưa, để trở lại những tình khúc để chúc mừng cho đôi bạn trẻ trong buổi. Xong cũng muốn là bày với con cô để nâng chén cho hòm để chúc mừng cho cô dâu rể cái tình nhân nam trong buổi sáng nay. Tuy vậy, ban tổ chức xin tổ chức cho đôi bạn trẻ tại đây xin khép lại, xin quý vị cùng thông cảm.